Thị trường xe tải Việt Nam liên tục chào đón những tân binh đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng. Và Đô Thành EZ49 tải trọng 2,5 tấn là một trong số ít dòng xe tải nhẹ đáp ứng các quy định của chính phủ về tải trọng, có tính kinh tế cao và phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh hiện nay. Bằng những lợi thế nổi bật khi được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại theo công nghệ Nhật Bản, EZ49 là xe tải nhẹ thế hệ mới sử dụng công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp Common Rail CRDI, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường. Động cơ xe được trang bị turbo tăng áp công suất lớn lên đến 109 mã lực. Đô Thành EZ49 hứa hẹn sẽ là người vận chuyển mạnh mẽ với khả năng tăng tốc và vượt dốc cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng phân khúc. Bên cạnh hệ thống phanh chính, Đô Thành EZ49 còn có phanh khí xả nên quá trình điều khiển phanh an toàn và hiệu quả hơn, đặc biệt khi hoạt động ở cung đường nhiều đèo dốc. Chassis có kết cấu vững chắc và bền bỉ với trục cắt đăng lớn hơn. Trở thành đại diện mới nhất trong dòng xe tải nhẹ, Đô Thành EZ49 sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, linh hoạt, có tổng trọng tải lên đến 4.990 kg, phù hợp vận chuyển khu vực nội thành, đường nông thôn hay liên tỉnh với nhiều loại thùng khác nhau, thùng lửng, thùng kính và thùng muôi bạc. Nhìn từ bên ngoài, cabin Đô Thành EZ49 được thiết kế kiểu lật hiện đại, thuận tiện cho việc kiểm tra, bảo dưỡng. Gương chiếu hậu được tích hợp thêm gương cầu cho góc nhìn rộng hơn, có thể gặp lại khi xe đi vào đường hẹp. Hệ thống đèn chiếu sáng lớn có thêm đèn sương mù là yếu tố góp phần tăng độ an toàn khi xe vận hành vào ban đêm hoặc khu vực thời tiết xấu. Lốp xe đồng bộ theo tiêu chuẩn 7.16 giúp xe cân đối, chịu được tải trọng cao. Cửa xe đóng, mở bằng điều khiển từ xa. Nội thất của Đô Thành EZ49 được thiết kế sang trọng với không gian rộng rãi và nhiều tiện nghi như hệ thống điều hòa được lắp đặt theo tiêu chuẩn nguyên bản, cabin 3 ghế ngồi cùng dây đai an toàn 3 điểm, ghế lái được trang bị cơ cấu trượt, ngã, tay lái trợ lực gật gù, vô lăng kiểu dáng hiện đại, kính chỉnh điện tiện lợi. Đồng thời, Đô Thành EZ49 có đầy đủ các tiện nghi cho nhu cầu giải trí như radio, khe đọc thẻ nhớ và USB. Thời gian bảo hành của sản phẩm lên đến 3 năm hoặc 100.000 km. Với hệ thống đại lý phân phối và trạm dịch vụ bảo hành cùng phụ tùng sẵn có, trải dài trên toàn quốc. Với sức mạnh vượt trội từ thiết kế, kiểu dáng, công năng và mức giá cạnh tranh, sự xuất hiện của Đô Thành EZ49 sẽ tạo nên tiếng vang lớn tại thị trường xe tải trong nước và nhanh chóng phủ rộng khắp trên mọi tuyến đường tại Việt Nam. Đô Thành EZ49, chất lượng Nhật cho người Việt.